cái này cái chức năng này là anh biết, anh phải biết hết là anh mới sửa được. Đó, mấy cái này là xếp nếp thôi. Rồi. Xếp thì thông thường hai cái mặt này bằng nhau này nè. Anh để ý hai cái mặt này nó bằng nhau. Hai cái mặt đây là anh rờ tay vào đây. Hai cái mặt này nó xếp bằng nhau là được. Thì cái cách mở thì anh cứ nắm ở trên, một tay nắm dưới, một tay nắm trên, anh mở đặt ra thôi. Đó. Để anh kìm lại nhá. Để có xong rồi, lúc mà mình lúc mà siết lại á thì anh để dưới rồi tay trên siết lại là xong. Cái này đút ra đút vào vậy. Đúng rồi, đút qua đút vào nguyên bộ, nhưng mà nếu mà không có bị gì thì mình hạn chế mình mở này ra. Không bị gì thì không cần phải đưa ra làm gì cả. Cái này ở đây khó, cái này đứt là khó. Không khó. Khi nào mình bị mất nếp hay sao đó thì mình mới mở này ra mình sửa thôi. Đúng rồi. Thường là hạn chế mở ra. Mất nếp hoặc là nó bị hết xử lý nào. Quận luôn qua kéo lại đúng không? Dạ. Cái này còn bắt đầu kéo mấy cái này thì căng đến đâu? Từ khi mà thay quận này này. Căng đến đâu là sao? Tức là mình sẽ căng vòng qua đây nhá. Thì kéo đến tận đầu kia để cho nó vào máy cái đó anh nói lúc mà thay liệu gì đúng không? Thay liệu nó tí nữa em chỉ cho anh luôn. Bây giờ em chỉ cho anh luôn. Nè. Ví dụ như cụ này đi ha. Cụ này đi. Nè. Cụ này hết. Rồi. Cụ này hết đúng không? Cụ này hết thì anh phải coi nha, tại vì cái này nó không có cảm biến, anh phải coi lúc mà hết á là mình phải còn một phút về đúng không? Thì anh làm thì mà anh gắn rồi này nọ hết, anh cứ đẩy vô. Đây em để anh mở luôn. Ví dụ như cục này hết đi. Thay luôn, ví dụ là tháo ra nó vào. Thay về bộ lục giác à? Đúng rồi, anh phải có bộ lục giác. Thì em có, một mấy ông làm đây thì... Anh mở cục này ra. Để này. Cứ anh tháo hẳn ra. Đó, tháo ra. Tháo cái cục hết ra. Ở trong kia phải xoay gì không? Không xoay gì hết. Đó. Đúng chiều này đúng không? Đúng rồi. Rồi lúc lại là sai đúng không? Không đúng rồi. Rồi anh lắp vào lại. Để sát vào. Rồi anh để cục này lên. Nè anh thấy trên đây có hai con lục giác thôi đúng không? Trên đây mình có hai mặt nè, anh sờ thấy hai mặt này đúng không? Thì anh để cái cạnh này nè. Mặt này, cái cạnh này, mặt này đó. Anh đẩy trên. Rồi. Cái tay này anh nhấn vào thì cái tay này anh siết hờ lên đây. Chặt lắm không cần chặt lắm rồi vào chưa nhỉ vào rồi rồi anh xếp bên này cái đó không chỉnh thôi cái đó để nguyên mình chỉ chỉnh cái này thôi cái này cái vị trí của nó đặt lại là đúng rồi. Bây giờ anh về tí nữa hay là chưa tí nữa chắc 3 giờ thêm về tại vì có đặt máy bay rồi ngồi như chiều này đúng không xong rồi anh gõ bình thường như tụi em quen rồi tụi em cứ để là nó được tụi nó cuốn vô nhưng mà nếu mà anh chưa quen á thì anh phải ghép mí. Rồi còn bây giờ nếu mà nó cái này nó bị mất nếp nè. Bị mất nếp. Đó. Bị mất nếp rồi. Anh cứ tháo cái này ra. Anh cứ bật anh tháo cái này ra. Tháo một bên đây thôi, bên đây không cần tháo tại vì nó cố định rồi. Cái này cả lớp này à hay là nó này nằm trên nè.
anh lựa nó vô, đó không, anh lựa nó vô nè, đó anh lựa nó vô, đó sao cho anh này nó được về vị trí cũ của nó là được, đó anh lựa nó vô, chạy nó khác anh làm đúng không? Đúng rồi, đó vậy thôi. À, mình chỉ cần tháo một bên này thôi, tại bên này cố định rồi, mình tháo ra cho bên một bên nhớ dễ. Rồi bên này, ví dụ sống mũi nó bị tụt, sống mũi nó bị tụt đi ha. Đó, thì nếu mà trường hợp nó đứt thì anh cứ lấy ra luôn. Đó, còn cái này là hôm qua anh biết rồi gì? Cái gì anh phải vệ sinh ở trong này này, tại vì nhiều khi nó nếu mà sống mũi mà nó kẹt ở trong này á, anh lấy hơi anh thổi sơ sơ là nó sạch. Kẹt, nó còn những cái mà thằng này nó bị đứt nó nằm trong đây nè. Được thì anh có một cái súng hơi đó xịt. Cái gì chiêu một cái ra. Dạ. Lấy đường hơi. Rồi xong rồi chúng ta em ra, ra đây nè. Xong rồi anh lấy tay anh rút. Đó, anh cảm thấy nó nặng chưa? Cảm chưa là ok. Hơi chặt là được. Dạ. Nè anh cảm nhận luôn đi, anh cảm nhận thử. Đó, xong rồi anh xiết xuống. Xiết nhẹ nhẹ từ từ xuống, anh cảm thấy nó chặt. Nó chặt nó để đảm bảo thằng này kéo thằng này đi nè. Không, không chặt quá, ép quá. Dạ. Nếu mà thằng này anh nhìn nó mà chưa kéo thì anh bận nhẹ xuống mấy nữa. Đó, nếu mà chưa kéo anh bận nhẹ xuống mấy nữa. Nhưng mà anh được á. Bận mạnh quá. Ở đây cần những con tô bít nào? Đây là lục mạng. Cái này thì khóa 19, mấy này xài khóa 19 hết, nhưng mà thường thì mình không có nên mà chọn mấy này ra tại vì nó là fit hết rồi. Dạ. Mấy này nó là fit cố định hết rồi. Không cần gỡ ra. Chỉ anh cái cạnh mà mở nhẹ cái này ra mà mở nhẹ để chỉnh cái độ đậm nhẹ cái gì. Nhẹ. Này là nếu mà anh thấy nó nhiều khi mà nó răng nó mờ đi á thì anh lấy cái chìa khóa 19 nè, chìa khóa 19 anh mở này ra đúng rồi, mở ra xong anh dạy anh nhẹ xuống nha, anh nhìn này nè, bằng nhẹ xuống cái đó như đó thôi, chứ anh đừng có bằng mạnh quá, bằng mạnh quá là nó ăn xuống còn dưới đúng rồi, ăn xuống dưới là nó hư hàng, phải chỉnh đều. Ví dụ như thằng này dặn nhẹ xuống bên đây cũng dặn nhẹ xuống một cái, chứ mà anh bằng mạnh quá thì nó bị hư dưới. Rồi dao này thì nó cũng vậy. Con dao này ví dụ như nếu mà nó ăn không đều á, ăn bên này mà mạnh quá, bên này mà không đứt đúng không? À. Thì anh đừng có mà xí con này nữa, anh nhả con này lên. Đó ví dụ đừng như cần cái dao á, đúng rồi. Tại vì con dao mình đúng không? À. Bên này đang ăn nhiều có nghĩa là nó đang ấn sâu vậy. À. Mà anh xí bên này xuống nữa thì thằng này nó lại bấm thêm nữa. Đó, anh phải nhấc con này lên rồi anh nâng trước đúng không? Bên nào đứt nhiều nhất thì phải nâng lên trước. Đúng rồi, nâng nhẹ lên xong rồi anh mới hạ này bên này xuống. Đó, chứ bên này anh thấy mà đang đứt bên này đúng không? Anh ấn bên này xuống nữa là nó bể bên góc bên này. Lý thuyết là ấn xuống là để cho nó bên này đứt đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mà anh ấn xuống là anh bể cái góc bên này thì. Là gần dao đúng không? Đúng rồi. Vậy đó. Rồi thì chỉ có bị một số lỗi đơn giản như vậy thôi chứ không có gì đâu. Trong cái cổ trong này nhá. Có đây số riêng thì nếu chung là cái cũng sẽ được phải hỏi hướng dẫn cách mà căng sống mũi luôn căng mình mắc cái cây giác vô rồi tập căng này nếu mà nó bị lệch gì này nó bị lệch thì bây giờ anh phải mở cái con này ra nè, đó, anh mở cái này ra, mở cái này ra mình xài một cái câu, cái khóa câu mình mở cái này ra thôi, đó, mở này ra, rồi nếu mà nó bị lệch theo chiều nào á, thì anh dùng một cái lục giác này nè, đó, anh mở này ra hết rồi đúng không? Nó lỏng rồi, giờ anh chỉ cần xoay này thôi, và này nó xoay ra theo cái chiều mình muốn. Ví dụ như nó cắt sớm hay cắt trễ anh coi, ví dụ như là cái sóng mũi này nó nằm tốt bên đây đúng không, tốt bên đây thì anh phải xoay cho nó xích lên xíu đó, thì anh cứ đưa cái lục giác này vô anh bẫy là nó xoay qua. Tại bây giờ nó chính xác thôi rồi em tìm bẫy á, thì tới đó anh nó một khi nó đã lệch thì anh cứ bẫy thoải mái đi, khi nào về đúng vị trí của nó là thôi
mà anh tăng đưa lại. Người Nhật ăn cách này vậy nó lạnh luôn á. Để sau rồi thì lạnh rồi lại. Anh cứ xoay hai chiều này nè, là tự nó đi qua ha. Nó nhảy thêm một mát á. Ừ. Nó nhảy một mát. Anh cứ okay, xoay qua okay. Cái. À, anh thả cho này nó trôi tự do đi. Anh xoay qua cái là tự nó nhảy qua. Xoay vậy nè. Đó. Xoay chiều nè. Nó nhảy qua. Đúng rồi, nó nhảy qua. Kia nó xoay. Đó. Rồi, bây giờ siết lại thôi. Ok hết rồi mình siết lại. Dạ. Cái con này để con tăng á. Lục giác của anh lục giác 6 anh. Cái này cần siết chặt. Cái này cũng sắm được một bộ. Một bộ, đúng rồi. Lúc nào có sẵn. Dạ. Đấy. Thì rất đầy vừa căn hai thằng này. Chú lấy bộ căn đồ gì cái thứ chú lấy bộ. Căn hai thằng này đây nè. Nè. Nếu mà cái vị trí của thằng ra này nè. Nè, thằng ra này nè, nó bị lệch á. Anh muốn canh á. Thì thằng này anh xoay thằng này á phải không? Anh phải mở cái con này nè. Đó. Cái con này nè. Rồi. Đó, thì cái cách mở giống y chang mở thằng này, anh đưa chìa khóa vô anh câu. Anh câu cái đầu này nè. Đó, anh mở ra. Rồi xong rồi anh xoay này lên, anh mở lấy chìa khóa anh nhấc này lên. Nhấc anh xoay. Này. Dạ. Tại vì hiện tại là cái răng này nó thông với nhau nè. Nên lúc mà anh xoay thì thằng này nó vẫn còn vướng. Nên anh phải nhấc nhẹ lên để cho lấy thằng này ra luôn. Lấy này ra rồi anh xoay thằng này. Xoay theo cái đúng vị trí anh mong muốn. Thằng đấy nó đang bằng, nếu mà nó đang bằng như vậy thì anh chỉ cần nhấc thằng này lên thôi cũng được. Ừ. Không cần thằng nữa này, nếu mà nó đang bằng. Nếu mà trường hợp mà anh không xoay được á, không gỡ lên được á. Đó, bây giờ nó không nhấc lên được nữa ha. Thì anh lấy cái này anh nới ra anh nhấc giống như nãy xoay ra đúng không? Xoay ra thì nó mới lên được đúng không? Đúng rồi. Đó, bây giờ đang kẹt nè. Thì nói chung mấy cái này cũng không có gì phức tạp. Nhưng kỹ thuật là do anh chấp nhìn cho anh biết. Có anh hay ra miền Bắc này không? Không anh. Ít à? Nào đi miền Nam mà gọi phải đi ra Bùi Viện bia đấy. Uống bia hả? Bây giờ chắc nó cắm tụ tập hết rồi. Rồi. Sao nếu chạy vào là chân là Tây Nguyên đó. Canh dao này cũng vậy nè. Canh dao này y chang là mấy này thôi. Là cái con canh dao là anh phải mở hai con này nè. Đó, tại vì con này nè nó thông với con này. Mà con này lại thông với vàng sao nữa. Không. Anh canh dao phải mở hai con dưới đây nè. Trường hợp nó cách lệch nhiều quá. Nếu mà cách lệch hơi mình chỉnh con này được. Còn nó lệch nhiều quá mà mình chỉnh con này hết được luôn mà mình thấy bắt buộc mình thấy canh lại con này. Mà con này nè. Là mình phải tháo hai con dưới đây. Có nhiều khi nó lệch nguyên đường này luôn. Nó cắt ngay đây luôn mà. Cắt đến đây mà thằng này đã làm vị trí này đúng không? Dạ đúng rồi. Các cái cách lệch nhiều quá luôn mà thằng này chỉnh hết được rồi. Thì anh bắt buộc anh phải mở hai con dưới này ra để anh xoay nó. Vâng. Rồi. Thank you.
giờ về là phải tắt lại, lại tắt luôn. Đúng rồi, nó tắt hết luôn. Cái con này Việt Nam có sẽ hơi quấy rửa thì làm xong thì xịt xịt máy. Cứ bao giờ mình ấn con này xuống thì phải tắt con này đúng không? Đúng rồi, không có cái hàng nó kêu. Xịt vệ sinh xong xăng đầu quẩy theo em bỏ này. Nhưng mà thì anh cho nó ra hết luôn. Nó ra thì tức là cắt bỏ cái đầu đi. Khỏi khỏi cắt cũng được, anh cho nó ra luôn. Ờ gì đấy, chỉ là ra luôn. Chỉ là ra đây mình cứ bỏ cái đầu. Dạ, bỏ cho ông bà, bỏ mình cái gì kìa. Bỏ cái đầu này thì mình xịt nó hút. Rồi đầu ngày vô anh cũng có acetone hay còn gì đó, sử dụng rồi tao nó sạch sẽ để mình đeo. Nào mình đeo thì mình sạch sẽ tí thì đảm bảo. Chỉ cái mấy cái công dụng mà nút đẩy vải đúng không? Chỉ có cái công dụng mà đẩy vải ra đẩy vào vào đấy để chỉnh đúng không? Tại ba thằng này mình quy định đó là đang làm theo mức này, thằng này thì thằng ngoài thì theo mức ngoài này, còn đây là theo mức này, cái này á đúng không? Nó nằm trong này mà đúng không? Ba thằng thì là mức trong, thằng ngoài thì mức ngoài. Mình chỉnh căn ra căn vào với nặng vải rồi để cho nó giảm dài nhé. Với mấy cái chỉnh vải nữa nè, mấy cái cuộn đầu đó thì nó nặng, cái cuộn này là cái bán kính nó lớn như vậy thì kéo nó nhẹ, nhưng mà lúc mà nó nhỏ lại á, bắt đầu này nó nặng kiểu như vậy nè, nó nặng lắm đó, thì mình phải chỉnh nó sau rồi nè, thả ra bớt, thả nó thả đầu sò à? Không, cái này nè, cái con này nè, cái nấm này nè, không chế chút nào đúng rồi nặng nhẹ đầu ấy ra không rơi gì đâu đấy, không có rơi gì hết. Thì mình phải xiết cho nó tan ra, cho nó cháy quậy nó bon quậy nó trùng ra. Đúng rồi. Cái nút này là nút gì đấy? Cái nút chỉnh hả? Nè, bây giờ cái này là nó có tiêu chuẩn nè, anh theo coi cái này nè. Đó, cái mức băng keo này đi để em làm dấu cho mấy anh dễ nhìn. Đó, mức trong là ba cái cụ này nè. Đó, còn mức ngoài là cái hàng cuộn lớn, cái vải này kích thước này lớn hơn 195 lần, còn ba thằng này nó 175 rồi, kích thước nó nhỏ hơn. À, lúc nào nó phải song hành như thế à? Đúng rồi. Cái tiêu chuẩn là ba thằng này là 75, còn đúng dưới rồi. Là 195. 195 là nằm dưới cùng. Thì cái vị trí kháng khuẩn với hai cái vải này anh cũng nhớ luôn, lỡ gì khi mà sau này nó tháo ra hết mình lắp vô mình biết cắt. À, đây là vải kháng khuẩn đây đúng không? Vải đây đúng không? Kháng khuẩn đây là giấy kháng khuẩn này nè. Cái này là vải không dệt. Vải không dệt này. Đúng rồi. Ở đây là giấy đúng không? Giấy kháng khuẩn. Giấy. À, vải này, giấy vải. Đúng rồi. Mà kích thước dưới cùng là lớn nhất, 195 là lớn nhất. Đấy. Thì thằng này cái mức ngoài à, cái chuẩn của nó là nằm ở miếng ngoài băng keo nè. Thấy nó đang lệch ở ngoài ha. Nó hơi lệch xíu nè. Nó hơi lệch xíu thì anh xoay nó vào. Anh xoay cái con này nè. Đó, anh xoay nó vào. Mà mỗi lần mình canh ít thôi. Tại vì lúc mà mình xoay một lần á thì nó bên kia nó chưa ra liền đâu. Thì thằng này nó mới đi ra từ từ. Lúc mà mình chưa thấy ra, mình dặn vô nó nhiều quá vậy nè. Cái hồi nó đi lố. Đó, mỗi lần cái mình xoay nhẹ từ từ thôi. Cái con này nó chỉnh vào một tí không? Con này cũng chỉnh được, chỉnh nhẹ nhẹ thôi. Nó không có cao thế đúng không? Dạ. Thì mình sẽ chỉnh theo nó. Khi nào vào thì mình chỉnh. Con này để ra để vào nó dễ lắm. Còn con anh thích thì anh gỡ ra ngoài. Rồi anh nắm lại thôi. Thì nhiệm vụ của mấy con này là để chỉnh ra chỉnh vào, giống như hồi nãy anh có chỉnh á. Lúc mà thay liệu xong rồi cái anh chỉnh con này là sai ha. Và là vô tình anh làm con mày nó đi lệch luôn. Đúng rồi. Nói chung mình thà của khuôn cũ nó là sao mình cứ ráp như vậy, xong bắt đầu mình cho chạy, xong bắt đầu mình mới chỉnh. Nó chạy mình thấy nó lệch ra lệch vào, sau đó mình mới chỉnh. Tại vì khuôn cũ đúng rồi, nó giống nhau hết rồi. Nên là mình cứ vậy mình ráp vô mình chạy, xong mình xem chỗ nào lệch mình chỉnh thôi. Với thay cái này à, không cái này thì khỏi đi học. Cái này giờ nó tháo ra nó bung ra. Thấy dây này là cái này đi cắt thay chưa? Cái này chưa. Cái này mình tháo cái này ra thôi. Thấy gì? Dạ. Mình tháo con này ra nè. Đó. Vặn con này ra. Đó, vặn như nè.
bây giờ em tháo được nó bung. Vặn này ra xong rồi anh mở cái tấm này ra. Cái lúc mà anh đưa vào á, anh đưa vào là anh để nguyên luôn nha, anh đừng có tháo ra nha. Nguyên cái bọc này nè nó dính sao là anh đưa vậy luôn. Anh đừng có rọc gì hết. Xong rồi anh ráp này nọ đầy đủ hết xong rồi anh mới đưa vô. Rồi bắt đầu anh mới rọc hai đường hai bên. Đó, cái mí cái đầu á thì anh kéo ra. Đó, anh nguyên bê nguyên một cái bao vậy luôn. Bao nguyên anh để vô xong rồi anh tiếp vô. Hình như cái đồ này là của anh nhập về cho em luôn à? Hay là bọn em tự mua rồi? Cái gì ạ? À?